Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia phối hợp cùng với Công ty Tổ chức Sự kiện Việt thực hiện. Ngày hôm nay thì quý vị cùng trao đổi với chuyên gia để tìm ra một cái nguyên nhân, một cái triệu chứng, một căn bệnh mà có thể nói một kẻ thù truyền kiếp của khung cơ xương chúng ta đó quý vị. Chúng ta sẽ bàn đến loãng xương cần có giải pháp đề phòng từ sớm. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí. Có thể nói cơ thể chúng ta có bộ xương là một trong những cơ quan hết sức là quan trọng quý vị. Người ta ví cái khung xương của chúng ta đó là một cái khung thép trong một ngôi nhà. Nếu mà khung thép đó nó vững chãi thì ngôi nhà mới được vững chãi thôi quý vị. Khung xương rất là quan trọng trong tất cả mọi tình huống, nó bảo vệ cả cơ thể chúng ta. Một cái kẻ thù truyền kiếp luôn luôn gọi là ảnh hưởng đến khung xương đó là gì? Loãng xương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi quý vị nha. Trước khi trao đổi vấn đề này thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta đến với phóng sự sau đây. Trong những ngày trái gió trở trời gần đây, ngày nào bác Thìn cũng thức dậy trong tình trạng uể oải, toàn thân nhức mỏi, tê buồn chân tay. Bác Thìn trò chuyện, trước đây ở quê bác làm nông, làm vườn, đi chợ quần quật suốt ngày không thấy đau nhức gì. Nhưng mấy năm trở lại đây, khi bắt đầu ngoài 50, dù làm những việc nhà rất nhẹ nhàng, nhưng bác cũng cảm thấy không còn dai sức, nhanh nhẹn như trước nữa, đau nhức xương khớp thường xuyên. Không hiểu sao mấy tháng gần đây, các khớp xương, đốt xương sống của tôi hay bị đau nhức, nhất là hai bên bả vai, các khớp bả vai này, và cũng đều bị nhức, mà nó còn cắn nhói. Mấy tháng gần đây là những ngày làm việc mệt nhọc, tôi hay với bế cháu nhiều là tôi hay bị đau nhiều hơn trong những ngày mà lên xuống cầu thang rất khó khăn. Thế là chân sáng ra dậy chân tay là bị tê bì và chuột rút. Thế là tôi năm nay mới có ngoài 50 tuổi mà tôi thấy sức khỏe của tôi yếu dần nên là tôi vẫn rất lo về tình trạng sức khỏe của mình. Những triệu chứng bác Thìn gặp phải là những dấu hiệu rất điển hình của bệnh loãng xương. Quá trình loãng xương vẫn được ví như tên ăn cắp vặt giấu mặt, mỗi ngày lấy đi một chút. Nếu không có biện pháp đề phòng từ sớm thì quá trình loãng xương sẽ diễn ra nhanh chóng và làm suy giảm sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Chúng ta vừa xem xong phóng sự về bệnh loãng xương, vậy chúng ta sẽ cùng trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Thanh Thủy ạ. Vậy thì có nhiều người ta cũng chưa hiểu sâu về cái bệnh loãng xương là bệnh như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ có thể cho chúng tôi biết sơ bộ về khái niệm về bệnh loãng xương. Vâng, loãng xương đó là một cái bệnh lý của mô xương, của các cái hệ thống xương. Và khi mà xương nó xốp, nó giòn và nó dễ gãy. Nôm na nó là cái xương nó xốp mỏng đi và nó dễ gãy. Nó thường là do cái quá trình tạo xương nó giảm đi và quá trình hủy xương nó tăng lên. Và nó gây tình trạng mất xương và gây nên trở thành xương giòn và dễ gãy. Và thường cái vị trí gãy xương nó thường là ở cột sống, dẹp lún đốt sống, hoặc là gãy cổ xương đùi, hoặc là gãy cổ xương cổ tay. Đó là cái vị trí hay gặp. Những cái đối tượng nào mà thường hay dễ bị bệnh loãng xương? Những cái đối tượng thì người ta thấy rằng đầu tiên là phụ nữ sau mãn kinh thì thường hay bị loãng xương nhiều hơn nam. Tuy nhiên là ở những nam giới mà từ 60 tuổi trở lên hoặc là cũng có cái tình trạng gọi là cũng là tình trạng mãn kinh thì nó cũng có thể gây loãng xương. Cái thứ hai là những người mà thấp bé nhẹ cân, tức là những người mà thể trạng nó nhỏ bé, hoặc là những người mà có tiền sử gia đình, bố mẹ, anh chị em bị gãy xương, lo loãng xương thì cũng thường hay có nguy cơ gãy xương do loãng xương. Hoặc là những người có lối sống quá tĩnh tại, ít tập vận động cũng có thể gãy xương do loãng xương. Ngoài ra thì có một số các cái bệnh lý mà có thể gây loãng xương, hoặc là sử dụng một số các cái thuốc như là corticoid, tức là cái viên như là Medesa hay là prednisolone ấy. Thế rồi thì là hay là những cái bệnh thuốc chống động kinh, thuốc chống đông chẳng hạn, thì những cái bệnh như cái những thuốc đó cũng có thể gây nguy cơ loãng xương. Cảm ơn Phó Giáo sư. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thơ ngày chưa vươn bụi trần. Má! Gì? Trời ơi, xong chưa ngồi trang điểm hoài, con đẩy xe ra con chờ má nãy giờ ngoài cửa kìa. Con ơi, con là ông con trai, con có biết gì trơn á. Phụ nữ á, người ta đó, ra đường người ta
chăm chút sang sắc dữ lắm, chỉnh chu quần áo này cho người ta để ý vô, con hiểu không? Mà đi shopping mà chi mà con gấp dữ vậy? Má, má đi con, má chứ cái trang điểm hoài ra đường ta nói con với má hai chị em sao? Thằng quỷ, má lớn tuổi rồi là như má còn trẻ trung đó vậy. Thôi rồi, giờ sửa soạn vô lấy cái giỏ đi ha. Dạ. Ây dạ. Ủa má bị gì má? Ôi dạ. Sao vậy? Ôi. Có sao má? Sao cái lưng má lúc này sao ưa bị đau, cột sống đau thắt lưng này nè. Mà má đổ mồ hôi hoài à con ơi. Nè, má bị chuột rút nữa đó nghe. Không biết người má làm sao mà sáng ngủ dậy cái tay má cứng đơ vậy. Phải massage tập thể dục một hồi thì nó mới chạy được. Trời ơi, không biết trong người tôi sao ta. Không lẽ tôi sắp sửa gặp ông bà. Ủa gặp ông bà nào má? Ông bà ngoại con á. Thôi, má nói tầm bậy tầm bạ không mà làm gì mà có mấy cái chuyện đó. Con đang nghi ngờ những cái triệu chứng mà má đang mắc phải là bệnh loãng xương đó. Con nói bậy loãng xương gì? Trời ơi má phay phay à. Canxi má ăn má uống đầy đủ mà làm gì loãng xương? Không có đâu, con có ông bạn làm bác sĩ nè, một ngày ông khám cho mấy chục người già già giống như má vậy đó, mà người ta cũng có triệu chứng y chang như má luôn là bệnh loãng xương đó. Vậy hả? Ừ. Không lẽ má bị bệnh loãng xương sao? Nè, mà con hỏi bạn con coi cái triệu chứng loãng xương là như thế nào, có giống như má hay không? Chúng ta vừa đến với tiểu phẩm của chương trình. Câu hỏi đặt ra là những cái biểu hiện nào cho thấy chúng ta đang bị bệnh loãng xương ạ? Vâng, cái bệnh loãng xương thì thật ra biểu hiện chính của nó là gãy xương. Tức là khi mà nó đã cái tình trạng mất xương nó tới 30-50% thì nó bắt đầu nó biểu hiện gãy xương. Như là gãy cổ xương đùi, gãy xương cẳng tay hay là gãy xương lún đốt sống. Thì đó là biểu hiện nguy hiểm nhất mà là biến chứng. Vừa là biểu hiện nhưng vừa là biến chứng. Tuy nhiên cũng có thể có một số cái dấu hiệu trên lâm sàng mà báo hiệu cho bệnh nhân biết. Ví dụ như đau mỏi dọc xương dài, đặc biệt là bệnh nhân có thể gù vẹo cột sống, đau cột sống thắt lưng là do cái xẹp lún đốt sống thì cũng có thể là dấu hiệu làm cho bệnh nhân đau lưng. Nhưng mà trên cái cơ địa của mỗi người mà ví dụ như là mãn kinh chẳng hạn, hay là những người bị một số bệnh, kể cả những bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường, những cái bệnh lý của người già nó có thường hay kết hợp với cái bệnh loãng xương, thì những dấu hiệu mà ở những người mà có kèm sau một số các bệnh nguy cơ loãng xương thì nó cũng mình có phải thận trọng là có thể mình bị loãng xương, sau đó mà cần phải đo mật độ xương để mà phát hiện sớm cái tình trạng loãng xương của mình. Dạ. Nghe bác sĩ nói mà tự nhiên Quỳ Linh cũng như chắc chắn quý khán giả cũng giật mình, bởi vì trong ai cũng đang có những cái biểu hiện hình như mình đang bị loãng xương đúng không ạ? Nhất là nam giới là hút thuốc lá nữa. Dạ, hút thuốc lá cũng có thể bị nguy cơ loãng xương. Nhưng mà đây là một trong những cái vấn đề mà ít người quan tâm lắm. Người ta cứ nghĩ là hình như trẻ trẻ thì mà thì không bao giờ bị đâu, chỉ có lớn tuổi lắm thì mới bị thôi. Và người ta ít đề phòng. Đúng. Vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết được là nếu như không phát hiện sớm, không điều trị sớm, không đề phòng sớm thì cái hậu quả của bệnh loãng xương như thế nào? Cái loãng xương thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì là nó là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng của bệnh của người già và bệnh của xã hội. Trên thế giới thì chị ở Mỹ chẳng hạn hay là ở các nước châu Âu thì người ta cũng phải chi tới một năm đến hai mươi mấy tỷ đô la về cái vấn đề loãng xương. Do đó mà họ rất là quan tâm và đặc biệt là ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống trong khi mà cái tuổi thọ ngày càng cao. Tuy nhiên là vấn đề loãng xương không nên chỉ đợi đến lúc 50 tuổi chúng ta mới đầu mới để ý đến vấn đề nguy cơ loãng xương, mà chúng ta phải phòng ngay từ khi còn trẻ. Ngay từ khi trẻ chúng ta đã phải biết là phải phết phòng, phải biết xem là mình có phải là người có nguy cơ loãng xương hay không. Ví dụ như là bố mẹ mình hay là anh chị em mình, người có ai bị nguy cơ loãng xương hay không, hoặc là mình có bị những cái bệnh mà gây nguy cơ loãng xương hay không. Ví dụ như mình bị viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, hay mình uống quá nhiều rượu chẳng hạn, hay mình hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là mình ít tập vận động thì mình đã phải để ý xem mình có thể có nguy cơ loãng xương hay không, hoặc là dùng một số cái thuốc như là người bị hen thì hay dùng những thuốc corticoid chẳng hạn. Thì những người ngay từ khi trẻ đã phải để ý và cũng rất nên biết là cái mật độ xương của mình như thế nào, xem đã có giảm đi chưa để mình biết có nguy cơ phòng, chứ không phải đợi đến khi già 50 tuổi trở lên bắt đầu mới suy nghĩ rằng là mình có thể bị loãng xương. Mà nói chung là nên phòng ngay từ hồi trẻ. Yeah. Vâng. Bây giờ thì Quỳ Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với tiểu phẩm của chương trình. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. Bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với Vững Cốt Visa chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương.
Vững Cốt Pizza giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Pizza, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu. Bạn bị tê bì chân tay, viêm dây thần kinh, thấp khớp. Người già thoái hóa mắt. Bạn bị stress, căng thẳng thần kinh dẫn đến khó ngủ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm chức năng Vitamin Plus với các thành phần chính như cao blueberry, ginkgo biloba, fusutamin, riboflavin là vitamin B2, pyridoxin là vitamin B6 kết hợp với natri chondroitin sulfat mang lại các công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giúp tăng cường tuần hoàn não trong các trường hợp đau nửa đầu, thiếu máu não sau tai biến mạch máu não do sờ vữa động mạch, giúp giảm tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Vitamin Plus giúp hỗ trợ điều trị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, giúp giảm các biến chứng thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau do thoái hóa xương khớp, nhức mỏi mắt. Vitamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Má, sao bữa nay con về má mới vui vậy trơn, má ngồi lù lì chỗ vậy? Má đang bị bệnh loãng xương, má tự má chữa bệnh cho má. Con đừng có làm sùm. Trời ơi, má chữa bệnh gì má ngồi y như pho tượng vậy đó. Không có hiểu gì hết trơn á trời. Mình bị bệnh loãng xương, mình phải hạn chế đi lại. Đi lại thì xương khớp nó đụng chạm với nhau, tao tổn thương, hiểu chưa? Ngồi một chỗ sẽ hết bệnh. Ai đồn với má vụ này? Má tự suy diễn thôi. Trời ơi, má suy diễn tầm bậy tầm bạ không à, làm gì có chuyện đó. Má bị loãng xương là má phải vận động nhiều lên, má ngồi một chỗ ù lì vậy á, có khi á, nhiều khi cái bệnh má còn trầm trọng thêm nữa đó. Trong chỗ làm con nè, có mấy đứa bạn con nó cũng bị bệnh loãng xương y chang như má vậy đó, mà nó suốt ngày nó sốt sắng, nó đi tìm cách nó chữa trị chứ đâu có ngồi yên chỗ gì đâu. Con nói bậy bạ vậy chứ, con trẻ tụi bay làm sao bị bệnh loãng xương? Loãng xương là chỉ người già lớn tuổi như má thôi. Trời ơi, trẻ già gì cũng bị hết trơn á má. Trời ơi, cãi không à, trứng mà đòi khôn hơn rận. Trời ơi, tôi nói nghe đây nè, người già thì xương khớp người ta yếu đúng không, ta dễ tổn thương. Còn tuổi trẻ tụi con năng động chạy nhảy tăng động làm sao bị loãng xương được. Trời ơi, không có cái chuyện đó đâu mà. Thôi đừng có nói nhiều, về thì tắm rửa rồi tự động ăn uống đi, để tôi tự trị bệnh cho tôi. Trời ơi, con khổ má ghê vậy đó, thiệt tình luôn á. Đây là một cái tình trạng chung mà có thể nói nhiều người quan niệm. Hồi trẻ thì nói không sao đâu, trẻ mà tôi khỏe lắm, xưa tôi chắc lắm, không sao hết. Nhiều người nói rằng nhưng mà tới già mình sẽ bị. Không sao thì già thì bị thôi, đó là tất yếu cuộc sống rồi. Vâng. Cần gì đề phòng đâu, vâng. Xưa thì nó chắc sẵn rồi. Vâng. Vậy thì bác sĩ cho biết ý kiến về vấn đề này. Vâng, tuổi trẻ thì vẫn có thể có những nguy cơ bị loãng xương. Thì đấy như tôi đã vừa nói là nếu như những người ít vận động hoặc là uống rượu bia nhiều hoặc là suốt ngày ngồi máy tính không chịu vận động thì đều có thể gây nguy cơ loãng xương, chứ không phải là và luôn luôn phải nghĩ cách phòng tránh nó bằng cách là tăng cường cái chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D, rồi ăn nhiều rau xanh và rèn luyện thân thể. Lúc nào cũng phải luôn luôn nghĩ đến vấn đề tập luyện, nhưng tập luyện với mức độ vừa phải với cái khả năng của mình và với điều kiện sức khỏe của mình. Những người mà lớn ở độ khoảng tuổi trẻ thì có thể chạy nhảy được, nhưng mà những người độ khoảng 40-50 trở lên thì lại vấn đề tập vận động nó lại phải có theo hướng dẫn của bác sĩ, chứ không nên tự động một cách vận động một cách quá mức không theo hướng dẫn của bác sĩ. Yeah. Vâng. Theo Linh được biết thì các bác sĩ về xương khớp hay cho một lời khuyên, đó là dự phòng, đề phòng loãng xương ngay từ đầu. Vâng. Là một trong những phương pháp vàng để vâng. chúng ta có thể điều trị cái bệnh loãng xương. Vâng. Điều này có đúng không ạ? Vâng. Rất đúng đấy ạ. Tức là chúng ta phải có quan tâm ngay phòng loãng xương ngay từ khi còn trẻ mới đẻ ra. Trong quá trình người mẹ mang thai thì đã bắt đầu phải để ý rằng phải cái chế độ ăn đầy đủ canxi, vitamin D và các cái vi lượng để đảm bảo cho cái thai nó phát triển. Bởi vì chúng ta cái hình dung như là cái thai nó phát triển thì cái khung xương của nó đã lấy canxi của mẹ. Cho nên là mẹ sẽ thiếu canxi rất là nhiều. Nếu như mẹ không có một cái chế độ canxi đầy đủ thì cái thai nó sẽ không đủ canxi và xương của nó sẽ yếu. Thế còn khi trẻ trong giai đoạn như là từ 2 năm đầu đời chẳng hạn thì cái chuyện vấn đề canxi cũng rất là quan trọng. Canxi, vitamin D và dinh dưỡng, đủ cái chất đạm, các chất vi lượng. Thế và sau đó là ở cái tuổi tiền dậy thì, tức là cái tuổi nam khoảng từ
12 đến 17 tuổi, còn nữ là khoảng từ 8 đến 12 tuổi thì là cái giai đoạn mà tiền dậy thì là cái giai đoạn mà xương nó phát triển rất là mạnh, thì rất là cần bố mẹ, rất là cần quan tâm cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ví dụ như uống sữa rồi format rồi phải dùng canxi bổ sung, các chế độ ăn phải đầy đủ vitamin và các chất đạm để mà có một chế độ có một cái xương chắc là khỏe ngay từ khi ở cái tuổi đang dậy thì, chuẩn bị dậy thì và đang dậy thì, cho đến cái tuổi từ tiền mãn kinh. Và mãn kinh cũng là cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi lúc đó là cái lượng estrogen nó giảm một cách đột ngột, sau đó mà cái xương nó bị mất xương rất là nhiều, cái hủy xương nó tăng lên, và sau đó mà cái giai đoạn đó chúng ta cũng phải quan tâm và để phòng loãng xương bằng cách là cũng quan tâm đến vấn đề chế độ ăn, vấn đề dinh dưỡng và vấn đề tập luyện phù hợp để mà tránh được cái nguy cơ loãng xương. Rất nhiều bậc cha mẹ nói rằng là chúng ta phải đầu tư gọi là xương cho con mình và cho chính mình ngay từ những lúc đầu đời và bất kỳ lúc nào, tuổi nào. Đúng. Cái điều này có ý nghĩa gì? Và khi mà chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng chất cho xương ngay từ đầu thì nó có tác dụng thế nào về cái việc là đề phòng loãng xương? Vâng, bởi vì chúng ta biết là cái xương ấy, trong quá trình phát triển của xương ấy thì nó từ khi lọt lòng cho đến cái tuổi 18-20 thì lúc đó cái mật độ xương đỉnh nó đạt được đỉnh cao nhất, thì lúc đó chúng ta phải có một cái chế độ ăn cũng như tập luyện để cho cái mật độ xương đỉnh nó đạt được cao ở cái đỉnh 20. Sau đó mật độ xương nó lại giảm dần đi ở tuổi 30-35. Sau đó mà cái lúc đó là cái xương nó lại mất dần đi thì chúng ta lại phải cũng vẫn phải tiếp tục bổ sung. Cho nên lúc nào chúng ta cũng cần phải quan tâm và dự phòng nó ở những cái giai đoạn đạt được cái đỉnh điểm xương cao cho đến khi giai đoạn mất xương rồi đến giai đoạn tiền mãn kinh thì tất cả giai đoạn đó chúng ta đều phải quan tâm và phải liên tục, không lúc nào chúng ta ngừng. Nhưng mà cái giai đoạn vàng mà để chúng ta bổ sung cái dưỡng chất cho xương nó tốt rồi là giai đoạn đấy, lúc nào? Như giai đoạn vàng là tôi muốn nói là ví dụ giai đoạn bào thai này, rồi đến giai đoạn độ khoảng từ 2 đến 3 tuổi này, rồi giai đoạn dậy thì, tức là giai đoạn độ 12 đến 15 tuổi này. Thế rồi giai đoạn mãn kinh là giai đoạn độ khoảng 48-50, đấy là những giai đoạn rất là quan trọng. Còn sau giai đoạn đó thì chúng ta không thể bổ sung gì cho xương? Có, nữa. Lúc nào cũng bổ sung. Nhưng mà mấy cái giai đoạn đấy là cảnh giác cao và cái lượng canxi sử dụng nó cũng khác, nó cao hơn. Dạ, yeah. Tức là chúng ta có thể bổ sung bất kỳ lúc nào. Cảm ơn Phó Giáo sư. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi bằng tiểu phẩm của chương trình. Nhức lưng quá vậy trời. Má ơi má. Trời, má ơi. Con ơi con. Trời má. Ơi tôi về nhà thì thầm quá vậy. Nhỏ nhẹ tôi dầm như con nít vậy hả? Ủa má sao vậy? Nhức lưng ba đi. Trời ơi bây giờ tôi nói cái người má, má tưởng tượng má đứng dậy nghe là người má nó cong nó biến dạng hay sao? Trời ơi con đã nói với má rồi. Suốt ngày má cứ ngồi ở nhà vậy không mà cái bệnh tình má ngày càng trầm trọng luôn á. Tôi biết bệnh tôi rồi thì tôi đang tự tôi chữa đây nè. Tự chữa sao được tự chữa. Má yên tâm đi. Hôm nay con đem về cho má cái bảo bối thần kỳ nè má. Cái gì? Tèn 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 tèn. Cái gì vậy nè? Hôm trước á con có nói với má là mấy đứa trong công ty của con á nó bị bệnh loãng xương á. Ừ. Nó lên mạng nó tìm được cái sản phẩm này hay lắm luôn á má. Nó uống vô á cái nguy cơ loãng xương của nó giảm hẳn luôn. Vậy hả? Xương cốt nó dẻo dai hơn. Vậy? Đem về cho ba má nó uống á cũng hiệu quả lắm luôn á má. Vậy hả? Trời ơi trong dạ. Đây nó có gì mà thần kỳ vậy con? Đây nè, má coi đi. Canxi dạng nano nè, rồi MK7 nè, rồi vitamin D3 nè. Mấy cái chất này á là tốt cho cái loãng xương lắm luôn á má. Quan trọng lắm. Quan trọng sao con? Thì quan trọng là quan trọng đó. Trời ơi, má hỏi con trả lời quỳ vốn không à? Trong tình huống vừa rồi, nhân vật có nhắc đến sản phẩm mang tên Vững Cúc Vinh Gia. Trong sản phẩm này có sự kết hợp giữa canxi dạng nano, MK7, vitamin D3. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ vai trò từng chất này với cái việc là phòng chống bệnh loãng xương như thế nào? Ba cái chất này nó vô cùng quan trọng đối với xương. Bởi vì chúng ta biết là canxi ý, thì 99% cái lượng canxi trong cơ thể nó nằm ở trong xương. Và xương nó là một cái kho dự trữ canxi. Do đó mà canxi rất quan trọng đối với xương. Khi mà cơ thể, ví dụ như cơ thể bị thiếu canxi, lập tức là canxi từ trong xương nó sẽ huy động ra để nó bù đắp cho cái lượng canxi máu luôn được hàng định, do đó mà canxi vô cùng quan trọng. Thế nhưng ở cái canxi nano thì nó lại là một cái tinh thể nó nhỏ và sự hấp thu nó tốt hơn rất nhiều, thì như vậy cũng là rất một cái ưu việt của cái canxi nano. Thế còn cái thứ hai là cái MK7, cái vitamin D
Vitamin D cũng là một cái vitamin rất là quan trọng, nó là cái chìa khóa để dẫn hấp thu được canxi vào trong xương. Và vitamin D nó là một cái vitamin mà vô cùng quan trọng đối với vấn đề phòng loãng xương, bởi vì như tôi nói là nó giúp cho canxi hấp thụ được vào xương, nhưng nó cũng lại có các tác dụng là làm cho cơ bị được săn chắc hơn, giảm được nguy cơ ngã, đấy cũng là nguy cơ giống gãy xương. Và vitamin D nó cũng có tác dụng phòng một số bệnh như là bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp chẳng hạn. Thì tất cả cái vitamin D nó vô cùng quan trọng. Sau đó mà khi chúng ta đã đặt bút cho canxi thì bao giờ cũng phải có D. Thế nhưng mà ngày nay người ta lại mới phát hiện ra là cái vitamin K2. Mà thật ra là cái vitamin K2, tức là MK7 ấy, thì nó đã được quan tâm đến từ vài chục năm nay rồi. Nó có vai trò rất là quan trọng. Nó được sản xuất bằng từ đậu phụ lên men ấy. Nó gọi là natto, là một cái loại mà người Nhật người ta đã phát hiện ra và người ta đã sử dụng mấy chục năm nay. Nó có một vai trò rất quan trọng bởi vì cái MK7, tức là vitamin K2 này, nó có tác dụng, nó giống như là một cái xe chở canxi đi đến xương. Tức là nó làm cho cái canxi nó được hấp thụ vào xương một cách tối đa, trong khi nó lại không bị lắng đọng ở một số các cái mô mềm như là thận hay là động mạch chẳng hạn, để tránh nguy cơ xơ vữa động mạch, tránh nguy cơ sỏi thận. Cho nên người ta thấy cái vai trò vitamin K2 rất là hay. Nó kết hợp luôn luôn song hành với vitamin D và canxi để mà làm cho sự hấp thu canxi trực tiếp vào xương mà không gây nguy cơ sỏi thận hay là gây nguy cơ xơ vữa động mạch. Cho nên cái sản phẩm Vững Cốt này nó có một cái ưu điểm là nó có ba cái thành phần mà vô cùng quan trọng ấy, mà có thể có nhiều người chưa thật quan tâm, đặc biệt là cái vitamin K2 nhiều người chưa quan tâm. Cho nên tôi thấy là cái sản phẩm này rất là hữu ích cho sức khỏe cộng đồng để phòng chống nguy cơ loãng xương. Vâng. Khi mà chúng ta sử dụng cái bộ ba này, canxi nano rồi vitamin K2 nhưng mà MK7 đó, cùng với vitamin D, thì cái bộ ba này nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả thế nào với bộ xương của chúng ta? Nó sẽ đạt tối đa là nó sẽ làm cho, thứ nhất là nó sẽ tăng tạo xương, nó giảm hủy xương, để giảm mất xương, để tránh nguy cơ loãng xương, và đồng thời nó lại có tác dụng làm tăng cái độ chắc của xương, bởi vì MK7 nó lại làm tăng cái collagen ở trong xương nữa, làm tăng độ chắc của xương, và do đó thì xương sẽ, chất lượng xương cũng tốt lên và mật độ xương cũng sẽ tốt lên, để tránh được nguy cơ gãy xương. Yeah. Vâng. Để phát huy tốt nhất cái sản phẩm thì ta nên sử dụng như thế nào? Và khi sử dụng Vững Cốt Vinh Da này, chúng ta còn có một cái chế độ hay là một cái sử dụng một cái sản phẩm nào khác để hỗ trợ không ạ? Cái MK7 này thực tế ra dùng là để phòng loãng xương, tức là ở những người mà bắt đầu có nguy cơ giảm mật độ xương như từ 40 tuổi trở lên chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng cái dùng cái này nó rất là tốt, nó phòng được loãng xương. Còn khi mà đã bị loãng xương thì có thể kết hợp với những thuốc chống loãng xương khác, ví dụ như nhóm bisphosphonate chẳng hạn, thuốc chống hủy xương mạnh, kết hợp với những cái sản phẩm này để mà kết hợp để điều trị loãng xương. Thế và người ta cái hàm lượng cái viên của nó cũng rất là tiện lợi, là 50mg thì có thể dùng 2 viên một ngày và chia làm 2 lần vào trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn 1 tiếng chẳng hạn, thì cái sản phẩm này có thể hấp thu tối đa để mà giúp cho cái vấn đề phòng và cũng như là kết hợp điều trị loãng xương. Yeah. Vâng. Khi mà chúng ta phòng thì chúng ta uống Vững Cốt Vinh Da, khi mà chẳng may mà mình bị loãng xương rồi, vâng, thì chúng ta có phải dùng Vững Cốt Vinh Da hay không? Khi bị loãng xương rồi chúng ta sẽ dùng một loại thuốc chống loãng xương, chống hủy xương như là bisphosphonate, hay ngày nay người ta có một số loại thuốc khác nữa. Nhưng sau đó kết hợp với sản phẩm Vững Cốt, bởi vì Vững Cốt thì nó có một cái thuận lợi là nó có cả canxi, nó có cả vitamin D, nó lại có cả vitamin K2 nữa. Cái sản phẩm này kết hợp với thuốc chống loãng xương, chống hủy xương, chứ còn mình nó thì không chữa được loãng xương mà nó vẫn phải kết hợp. Yeah. Vâng. Ngoài việc mà đề phòng bằng cách dùng Vững Cốt Vinh Da ra, chúng ta còn có một chế độ ăn uống hay tập luyện thế nào? Vâng. Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên để khán giả truyền hình rõ hơn. Vâng. Vấn đề thuốc men rất là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề chế độ dinh dưỡng và vấn đề tập luyện cũng vô cùng quan trọng. Chế độ dinh dưỡng thì chúng ta biết là cái chế độ ăn phải luôn luôn là giàu canxi, vitamin D và giàu chất vi lượng, thì chế độ ăn phải rất là đa dạng, nhiều, không những đầy đủ protein, mỡ và đường mà nó còn phải đủ các cái chất rau, chất vi lượng rất là quan trọng để nó, như là phốt pho, magie cũng là rất là thành phần rất là quan trọng để mà hấp thu canxi vào xương. Thì nó rất là thành phần quan trọng đối với xương. Thế còn chế độ tập luyện nó cũng vô cùng quan trọng.
thì tập những động tác chịu tải, rồi tập những cái động tác thể dục thể thao tùy theo lứa tuổi, thì cái vấn đề tập luyện nó là một vấn đề mà không thể tránh được. Và tối thiểu là một tuần cũng nên 3 lần, và mỗi lần cũng khoảng từ 30 đến 40 phút một ngày, đây là ít nhất. Khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì nó có phản ứng phụ gì không ạ? Thực tế ra thì hiện tại thì chúng tôi chưa thấy nói có tác dụng phụ gì. Ngay bây giờ chúng ta có thể nhắn tin để nhận những giải thưởng của chương trình. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: dự phòng loãng xương sớm bằng cách bổ sung canxi, vitamin D, MK7 cùng chế độ luyện tập thể thao đều đặn là nguyên tắc vàng trong điều trị loãng xương đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0973484XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo sẽ là tủ thuốc của gia đình. Để bệnh loãng xương không đến gõ cửa, dù ở lứa tuổi nào bạn cũng nên chăm chỉ vận động, làm cơ thể trở nên thanh thoát và làm máu được lưu thông liên tục. Vận động cơ thể thường xuyên giúp bảo vệ xương khớp, kích thích sự hình thành xương và tăng cường cơ bắp, tránh được những nguy cơ gãy xương, rạn nứt xương. Nên nói không với thuốc lá, rượu bia và những chất kích thích, cùng với đó tăng cường ăn uống, bổ sung các thực phẩm giàu các khoáng chất có lợi cho xương khớp như các loại sữa, cá, tôm, các loại rau, súp lơ, cải xanh. Trong quá trình bị đau nhức, các con tôi đưa tôi đi đến bác sĩ kê đơn và tư vấn cho tôi nên dùng sản phẩm Vững Cốt. Tôi đã dùng được một thời gian, tôi cảm thấy chân tay đỡ mỏi mệt và các bả vai bả ấy là đỡ nhức. Đấy là tôi đi lại lên xuống cầu thang không bị đau. Hàng ngày tôi vẫn thường xuyên tập thể dục và đi bộ để cải thiện thêm sức khỏe của mình. Sản phẩm Vững Cốt chứa các thành phần quan trọng trong việc điều trị và phòng ngừa loãng xương như MK7, vitamin D3, canxi, carbonat. Đây được coi là chiếc kiềng ba chân vững chãi, giúp bảo vệ xương và giúp xương chắc khỏe, làm chậm quá trình thoái hóa xương sinh lý. Đặc biệt, canxi, carbonat được điều chế ở dạng nano, giúp tối ưu hóa việc hấp thụ canxi vào cơ thể. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm khoáng chất như kẽm, magie, đồng, giúp xương dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Sản phẩm phù hợp với người bị loãng xương hoặc có nguy cơ bị loãng xương do thể chất kém phát triển từ tuổi nhỏ, sinh đẻ nhiều, tiền mãn kinh và mãn kinh, chế độ dinh dưỡng thiếu chất hoặc dùng nhiều rượu bia hay thuốc lá. Cảm ơn phó sư tiến sĩ bác sĩ Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Nếu như có những thắc mắc gì thì quý vị cũng đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi đặt câu hỏi và nêu những vấn đề mà quý vị cần quan tâm theo số điện thoại rất là quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 được tư vấn miễn phí quý vị nha. Một lần nữa thì cảm ơn phó sư tiến sĩ bác sĩ Thanh Thủy rất là nhiều và mong rằng bác sĩ sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi để chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn nữa để cho ai cũng thấy mình thoải mái, mình không có bao giờ bị bệnh loãng xương và sẽ có cách đề phòng tốt nhất của bệnh loãng xương. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn sản phẩm Vững Cốt Vinh Gia của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. We'll be right back.